Vâng, và hãy xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình đây, không ai khác, chính xác là Blue, và tiếp tục với series Ark Extinction thôi. Có thể nói ngày hôm nay cũng đã đến cái ngày mà mình đi tiêu diệt con Desert Titan tất cả các bạn ạ. Mình nhớ đâu đó ở những tập trước thì mình đã có nói với tất cả các bạn một điều rằng mình rất là thích con Med và mình sẽ cố gắng chế tạo nó trong tương lai, thật sự luôn. Để muốn chế tạo được một con Med á, chính xác thì mình phải có element cũng như là bàn test cơ. Mà cái bàn test á thì chính xác mình phải gọi là có công thức của nó. Mà để có công thức chế tạo bàn test thì chính xác mình phải gọi là tiêu diệt một trong những con Titan. Vì vậy ngày hôm nay mình quyết định chọn con Desert Titan là sẽ là con Titan đầu tiên mình tiêu diệt để lấy gọi là công thức chế tạo test nha các bạn nha. Ok, thì không biết ngày hôm nay có thành công hay không nữa, nhưng mà mình đã lên kế hoạch khá là hẳn hoi rồi, và mình hy vọng thì kế hoạch của mình có thể gọi là thành công nha tất cả các bạn. Mong tất cả các bạn hãy đồng hành cùng với mình, đừng quên để lại một like cũng như đăng ký channel nữa đấy. Thật sự ra thì trong thời gian giữa hai tập á, thì mình đã gọi là like giống là được một em chim này đấy, mình đặt tên là em chim nhỏ F2. Nó cũng bằng phải gọi là level với em chim nhỏ F1 thôi, chỉ gọi là 166. Cái này là kiểu như là bị giới hạn level đấy các bạn. Lúc mà nó vừa sinh ra thì đâu đó level của nó đạt được là 80 mấy thì phải. Các bạn có thể thấy thì mình nâng máu cho con này khá là nhiều, số lượng máu là 31k và đam là 7k7 rồi. Speed với gọi là độ nặng thì mình không có nâng đấy. Lúc nó đạt được level 90 mấy á, thì mình đã cố gắng đi farm nguyên vật liệu để gọi là triệu hồi được con Desert Titan. Đây cho các bạn xem này, mình đã gọi là tập hợp đủ được 100 trái tim của những con bị nhiễm phóng xạ. Đó, mình cho vào đây luôn. Có cái này đi từ từ, mấy cái thứ nào không cần thiết thì mình vứt đi hết các bạn. Sau đó thì mình đã đi giết những con rồng để lấy được cái ngọn lửa đây. Cái lửa của nó này, để mình cất vào 2 cái. Thật sự ra thì chỉ cần 10 cái là đủ rồi. Mấy cái thứ này á, sau này mình có gọi là cần thiết á, thì mình sẽ lấy ra nữa nha các bạn nha. Đây các bạn thấy thì mình đến khu vực hồ của tụi Spino á, mình giết tụi nó để lại gọi là lấy được cái trái tim này này. Bây giờ dư quá trời là cái vây của tụi Spino luôn. Cần thêm phải gọi là cái da cá sấu nữa. Rồi mình sẽ bỏ ra một cái. Ok chưa? Đấy, bỏ ra một cái các bạn ạ. Đấy, thế là chúng ta đã có 3 thứ trong 4 cái rồi đúng không nào? Cái em phải gọi là rái cá của mình đây rồi, đem nó theo thôi. Cái cuối cùng chính xác đó là cục artifact các bạn, để mình lấy luôn đi, lấy cục artifact ra cái đã. Thế là đủ rồi. Và vâng, thì bây giờ thì mình sẽ nói cái kế hoạch của mình cho tất cả các bạn xem nha. Thì theo mình được biết á, là con Desert Titan là một vị vua bầu trời đúng không nào, vị thần bầu trời thì đúng hơn. Thì ngày hôm nay thì kế hoạch A của mình chính xác là sẽ sử dụng em quét dồ này. Đấy, mình sẽ sử dụng em quét dồ này để gọi là chở em VLON. Đấy, chở em VLON đứng ở trên đây và bắn em Desert Titan nha tất cả các bạn nha. Các bạn thấy cái kế hoạch của mình như thế nào? Thật sự ra thì mình dự định là sẽ xây lên đây một cái trụ cao cao một tí xíu, sau đó là sẽ xây một cái mái nha các bạn. Kiểu như là như thế nào ta, phải nói như thế nào nhờ, để gọi là tránh được cái tia sét ấy. Đó là cái kế hoạch đầu tiên của mình. Và cái kế hoạch B á, chính xác là mình sẽ sử dụng cái em chim F2 của mình để gọi là kiểu như là đánh trực tiếp luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho em chim F2 của mình vào trong quả cầu thôi. Đây, để mình cho vào trong quả cầu. Đấy, bây giờ thì mình sẽ gọi là lên đường lấy em Venom về đây thôi. Đấy, các bạn thấy đoạn đường này khá là đẹp đúng không? Xây dựng cây cối các thứ, đường xá phải gọi là lát gạch. Rất là đẹp. Một điều nữa thì ở tập trước á, có nhiều bạn nói mình là đặt tên là em nhựa đúng không? Đây, nhựa lì lợm chứ gì. Mình cố ý đó tất cả các bạn ạ. Đây rồi. Ủa, Venom đâu rồi? Đây, chiến binh của mình đây các bạn ơi. Súng máy F1 nha, súng máy F1 của mình. Hy vọng thì ngày hôm nay không biết thì khi mà tiêu diệt được em Desert Titan á, thì em ấy có lên được một level rồi hay không nữa. Hy vọng là sẽ lên được đâu đó 1-2 level để mình nâng đam. Bây giờ thì mình chỉ cần nâng đam thôi các bạn ạ. Tốc độ chạy thì khá ok rồi đúng không? Rất là ổn luôn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ vào nhà chế tạo đâu đó khoảng 3 cái foundation đi. 3 cái foundation, cỡ 4 cái pila. 4 cái pila và tất cả những cái miếng... chắc khỏi cần pila các bạn ạ. Mình chỉ gọi là chế cái miếng tường thôi. Đâu rồi ta? Hình như là mấy cái gọi là cái công thức sắt á, thì mình chưa học thì phải. Hình như kéo hơi lố rồi các bạn. Đây, cái này này. Cái này đó. Còn miếng xéo xuống đâu nhờ? Còn miếng xéo xuống để mình. Đây rồi. Ơ kìa, cái này thì đúng hơn đúng không? Cái nào nhỉ? Cái miếng nào để gọi là xéo xuống cho cái tụi kia nó lên ấy. Mình... Ui, chết rồi, sắp sửa hết cementine rồi các bạn ạ. Từ từ để mình ra ngoài con ốc sên của mình xem còn không cái đã. Ừ, sắp sửa hết cementine đến nơi rồi. Mấy cái lò này của mình á thì... ổn, vẫn ổn. Mấy cái lò của mình thì vẫn có là công cụ cung cấp đủ. Ừ, cung cấp đủ gọi là metal. Đây, bây giờ là chế ba cái này, hai này, ba cái đúng không? Sau đó thì một cái miếng tường như thế này, hai miếng là đủ chưa nhờ? Từ từ để mình làm cái miếng xéo cái trước cái đã. Hình như là cái miếng xéo này đúng không ta? Mình quên mất rồi các bạn. Từ từ để mình ra mình lấy một ít cementine từ trong cái con ốc sên của mình cái đã. Đấy, cái tụi ấp trứng á, thì mình cho nó lên đây rồi các bạn. Các bạn thấy không, hai con này nó đối nghịch nhau này, một con màu xanh một con màu đỏ luôn, một điều rất là tuyệt vời ấy. Đây, cho miếng cementine nào. Đó, nuôi ốc sên này rất là tiện. Ôi, mình phải gọi là canh thời gian cho nó nha các bạn nha. Nó đói là nó chích queo luôn ấy. Đâu đó ở những tập sau thì mình sẽ cố gắng gọi là chế tạo kiểu như là mình sẽ trồng cây các bạn, trồng rau củ đó, rồi sau đó lấy mật ong các thứ làm bánh kem cho nó ăn, nếu không là nó chết queo luôn ấy. Ok, đây rồi. Không biết thì chế xong chưa nữa. Cái này thì mình khá là nghi ngờ này. Cái này là miếng gì ta? À, cái miếng này là miếng xéo xuống đúng rồi các bạn ạ. Ừ. Đấy, ba cái này này. Xong rồi cái này ổn chưa ta? Từ từ để mình ra mình xem sao các bạn. Mình không dám xây. Mình xây mình sợ hư là mình phải phá đấy. Phải phá xong rồi tốn rất là nhiều metal luôn. Ok, mình chỉ xây tạm bợ thôi nha, chứ thật ra thì đánh xong cái con này thì mình cũng đâu có cần để làm cái gì nữa đâu. Xây tạm bợ thôi. Hơi xéo và hơi xấu. Không sao. Từ từ kiểu như là nó cứ lắc như thế này khó lắm các bạn, tin mình đi. Nó cứ lắc như thế này khó cực kỳ luôn á. Đấy, kệ đi các bạn ạ. Kệ. Thôi vậy hai cái là được rồi, hai cái thôi. Miếng xéo này đúng không? Ui, miếng xéo này đúng rồi, mình chỉ cần hai cái nữa. Ok, được đấy. Kế hoạch A của mình thì có vẻ khả thi hơn kế hoạch B nha các bạn nha. Tại vì cái con Agen của mình thì mình không biết là kiểu như là nó có bị con đi sạch đánh trúng hay không, mình sợ là nó đánh trúng thôi. Đấy, hai cái này 1, 2. Ôi, hết sắt các bạn ạ. Cementine thì dư sức rồi, nhưng mà có sắt thì mình hơi thiếu. Đây. Đó, 4 cái nữa nào. Hợp lý quá đấy chứ. Ok. Hy vọng là sẽ thành công các bạn. Một tí thì mình sẽ gọi là chuẩn bị ở đây hết trơn nha. Và mình sẽ sử dụng em manager của mình để vào trong khu vực triệu hồi con Desert. Đấy, kế hoạch là như vậy. Ok, hợp lý chưa? Quá hợp lý luôn ấy chứ. Đây rồi. Được thực sự đúng không? Như vậy có quá nhỏ không nhờ? Hay là mình có nên làm rộng ra không ta? Tốn cũng đâu có nhiều metal lắm đâu đúng không? Mình làm rộng ra như thế này đi cho dễ xây trở nào. Cao khoảng tầm 3 cái mới được các bạn ạ. Cao khoảng tầm 3. Tầm 3 thì mới được cơ. Hơi rườm rà nhưng mà đây sẽ là kiểu như là công đoạn chuẩn bị của mình. Mình sẽ làm từ từ luôn. Đấy, mình sẽ làm từ từ luôn. Dư một cái này rồi. Hết sắt nữa rồi các bạn ạ. Không biết thì mấy cái lò ở trên của mình còn sắt không nữa. Wow, được thật sự luôn ấy. Đây. Đó. Ui, trên đây nhiều quá. Nhiều quá. Ok chưa? Chặt vô thôi, cho vào trong đây. Lúc đầu thì xây dựng hơi bị ngu một tí xíu. Tại vì kiểu như là sao ta, kiểu như là mình nghĩ là hai bên lấy được ấy. Ui, tới 17 cái luôn rồi. Đấy, ok. Ok chưa? Đấy, lúc đầu mình cứ tưởng là đứng ở đây này lấy được cái lò này xong rồi truyền qua Smithy này là được. Nhưng mà không các bạn ạ, nó có một khoảng cách hơi một tí xíu thôi. Một tí xíu nó là được rồi. Không nghĩ là như thế luôn ấy. Bây giờ thì đặt cái này lên. Phía bên đây đi. Phía bên đây đi. Ok. Đấy. Ui, như thế này thì mình ngồi lên có bị vướng không? Hình như là không các bạn ạ. Hình như là không bị vướng. Từ từ để mình kiểm tra kỹ càng cái đã. Chứ không có làm sơ sài được nha các bạn nha. Đấy, như thế này đứng lên được không? Ui, hợp lý. Hợp lý. Bây giờ thì mình chừng còn thiếu ra ở đây là một cái đúng không? Đây. Đây là 3 là đủ rồi này. Thiếu 2 miếng nữa thôi. Mình có nên làm đến đây không nhờ? 2 với ôi 5 miếng nữa thôi cho chắc cú các bạn ạ. Che luôn con quét dồ. Che luôn cho con quét dồ cho nó an toàn. Cực kỳ là mình phải gọi là mình rất là thích con VLON luôn ấy, kiểu như là nó bắn á các bạn. Nào giờ mình đâu có sử dụng nó để bắn đâu, rất là thích. 6 miếng luôn, ghê vậy. Để lại 1 miếng đi. 5 miếng là đủ rồi. Đó. Ok, ổn đấy. Có vẻ khá là ổn đấy các bạn à. Không đùa được đâu. Này. Ơ kìa, sao lại như vậy? Khá ổn. 1 này, 2 này. Bây giờ thì mình sẽ che ở phía trước. Đó. Các bạn thấy hợp lý vải trưởng chưa? Đây để test thử nha. Cái kế hoạch A của mình là như thế này. Ví dụ như là cái con Desert Titan là cái ngôi nhà của mình ở đằng đây đi. Mình sẽ bay lại như thế này này. Đó, xong mình sẽ lên em Venom của mình. Bật súng máy ra và tiêu diệt. Trời ơi. IQ 200. Tuyệt vời thật sự luôn. Đó. Thế là xong rồi các bạn ạ. Mình nghĩ thì chúng ta đã chuẩn bị xong cái công tác chuẩn bị để gọi là đi tiêu diệt con Desert Titan rồi. Bây giờ thì mình chỉ còn việc là để nó ở đây thôi. Tất cả ở chế độ bắt xẹp đi. Ok. Thế là bây giờ thì mình cũng đâu có còn bận tâm gì đâu đúng không các bạn? Từ từ quên nữa. Để mình lấy thịt cái đã. Hơi bị đói. Để mình lấy thịt cái đã. Đói vãi cả chưởng ra luôn ấy chứ. Cho em miếng thịt anh ơi. Ui, còn đủ 50 miếng luôn này. Uống một ngụm nước này. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên đường để đi triệu hồi con Desert Titan thôi. Wow, có thể nói thì bây giờ trong lòng mình ấy cảm thấy nó kiểu như nó rất là hưng phấn luôn. Tại vì mình khá là tự tin. Đằng kia có cái trứng của con nào vậy? Của con Spino à. Mình khá là tự tin cái kế hoạch A của mình sẽ thành công. Nhặt luôn. Có gì học tí mình ăn. Đây. Ở trong cái hang này á thì mình không có sợ cho lắm các bạn. Tại vì trong cái hang này á thì kiểu như là nó sẽ không có những con chồn có thể gọi là làm chón mình. Vì thế là mình có rất là tự do di chuyển rất là dễ dàng luôn. Để mình xem lại một lần nữa cái đã. 4 món đủ chưa nào? Ok. Đủ rồi các bạn ạ. Vào thôi. Ở trong đây thì easy lắm. Cái hang này thì easy với mình lắm. Đúng không? Trong đây có dơi nhưng mà tụi này thì nó không đáng lo. Cái hang này mình sử dụng thú đi bộ thì cũng đi được nữa đấy. Từ từ để mình xịt mấy con này cái đã. Đó, lâu xịt mấy con này farm level luôn. Đây. Ui chết rồi, ngu người. Ngu quá. Tại vì mình đi lại cái tụi red đó các bạn, cái nó bắn mấy cái gọi là cái gì nhờ, cái gọi là acid. Đúng rồi, chất độc acid đó. Nó bắn trúng giáp của mình, hình như là bị hư một món hay sao ấy. Hư chưa ta? Uầy, bị giật thôi các bạn ạ. Chưa hư. Xịt mấy con vơi này. Đấy, chết hết đi nào. Queo luôn. Chết queo luôn các bạn ạ. Từ từ. Lâu quá không đi nên quên đường tí xíu, các bạn thông cảm nha. Hình như là bên đây đúng không? Đây rồi. Thì các bạn thông cảm nha, một tí thì sẽ đến cái khu vực kia rồi nên là mình sẽ không bật gamma lên. Uầy, tụi bọn ngựa nó vô kìa. Hơi ghê đấy. Ơi, người đá nữa. Ok, đây rồi các bạn ạ. Đấy, vị trí đây rồi. Ngon thật sự luôn. Mà mình thấy dạo gần đây nó hơi bị lỗi nha các bạn nha. Kiểu như là mình không có thấy được cái cục artifact nữa này. Mình nhớ là mình lấy nó ở đằng đây này. Đấy, chính xác là ở vị trí này nè. Nhưng mà bây giờ mình đâu có thấy nữa đâu. Đây các bạn thấy không? Hay là trên người của mình có rồi nó không hiện ra nữa ta? Vô lý, hơi vô lý nhưng mà... để nữa mình sẽ xem lại. Cái thụ dơi nó có... cái gì vậy? Uầy. À. Wow. Con rết. Mò đến đây được luôn ấy. Tụi này á thì level nó thấp trụng à. Các bạn thấy đấy, level nó có phải gọi là 10 mấy à. Đâu có phải gọi là bằng cái hang băng đâu. Hang băng là mình thấy giá khá là ghê gớm luôn. Level toàn là 500-600 thôi. Đây nè. À, đây là những cái nguyên vật liệu mà kiểu như là ở trong những tập đầu tiên mình đã cố gắng vào đây để chế tạo những quả cầu ấy. Các bạn nào xem ở những tập đó thì các bạn có thể biết được. Đây rồi chứ còn đâu chứ hả. Desert Titan đây rồi. Chịu hồi thôi. Wow. Wow. Để lên em manager ngồi. Đã thấy map sa mạc đang hiện ra rồi. Háo hức thật sự luôn ấy. Không biết thành công hay không nữa các bạn ạ. Từ từ. Wow. Sắp xong rồi. Có lên. Uầy. Wow, nó đang dần hiện ra ở trên kia kìa. Wow. Một con cá đuối bay các bạn ạ. Một con cá đuối bay. Từ từ. Mình phải quay về nhà thôi. Từ từ, không có nên ở đây nữa. Ôi, hình như là mình lại gần nó mới thấy được nó hay sao ấy. Từ từ. Đấy. Uầy. Xuống. Nhanh lên. Lên đường thôi. Đi tiêu diệt đi sệt nào. Hình như là nó có hiện trên map các bạn ạ. Nó vẫn giống ở con trước, nó vẫn hiện ở trên map. Sao mình không thấy nó nhờ? À đây rồi. Nó bay hơi thấp. Wow. Ui, các bạn thấy kìa. Phải chướng. Từ từ, mình thấy thăm dò cái đã. Đây. Wow, xung quanh nó toàn là con gì thôi. Để mình xem có giật máu hay không các bạn. Hình như nó đang tích điện thì phải á, không biết thì cái này nó che được không nữa. Ô, quét dầu của mình không giật máu này. Để mình kiểm tra em Venom của mình cái đã. Wow, cũng không giật luôn. Được. Đây, để xem. Quay giật máu các bạn ơi. Không ổn rồi. Nóng quá. Từ từ, giật máu nhưng mà không đáng kể. Mình phải gọi là cố gắng nhanh thôi. Ok, ở đây là hợp lý rồi. Chơi nó em ơi. Hợp lý. Ui. À, đánh có phát trúng phát không các bạn ạ. Cái phát vừa rồi thì mình sẽ không bị trúng kìa. Đây rồi. Được thật sự luôn ấy. Ok. Quay. Hết stamina các bạn ạ. Thông cảm. Wow, những thằng đệ của nó này. Mình có nên bắn bớt một vài đứa không nhờ? Không, mình nên là mình. Wow. Đánh không trúng, cái phát này hình như là đánh không trúng á. Mình bắn nó kìa. Nếu mà mình muốn thuần hóa nó thì mình sẽ giải trừ cái chất độc ở trên cánh của nó hay sao ấy. Đúng không? Em quét vô của mình ổn không ta? Từ từ. Để mình xem em quét vô của mình cái đã. Ơ kìa. Mấy thằng đệ của nó đánh các bạn ạ. À quét vô của mình vẫn ổn, quét vô của mình vẫn còn rất là tốt. Ơ kìa. Từ từ, tiếp tục. Nửa cây rồi. Hiện tại thì mình đang khá là bị nóng thôi chứ không có sao cả. Ăn vô. Cái này kiểu như là nó không có read dam các bạn ạ. Nếu mà read dam hên quá không trốn. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Cái kế hoạch của mình thành công rồi đấy. Từ từ. Để hồi lại stamina cái đã. Kiểu như là có cái máy che bằng metal luôn. Ủa? Cái gì vậy? Từ từ. Còn gần nửa cây thôi các bạn. Ui, nó chết hết rồi. Mấy con chim kia nó chết hết rồi hay sao ấy. Ờ kìa, nó lại ra một bầy khác rồi. À, sau khi bị đánh là nó sẽ bị mất, nhưng mà nó sẽ quay trở lại ngay lập tức luôn. Ui, hết trúng rồi. À, xa quá, xa quá. Có lẽ là xa quá. Có lẽ là quá xa. Cái gì vậy? Ơ, bị gì rồi? À, bây giờ bắn vụ đầu hết đường rồi, mình bắn vào người nó thôi. Này, bắn vào đầu hết thúng các bạn ạ. Không hiểu luôn. À, rớm máu rồi. Từ từ, nó rớm máu rồi. Kiểu như là mình rất là háo hức luôn các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ thành công ấy, chắc chắn luôn. Đấy, các bạn thấy không? Nó đánh có hiệu ứng xuống trúng, nhưng mà đâu có trúng được cái em Venom của mình đâu. Ok, tiếp tục nào. Phá này là mình phải chết luôn ấy. Chết không? Chết không? Cố gắng bắn nào. Wow. Yeah. Thành công rồi các bạn ạ. Được thật sự luôn. Cái xác của nó rớt xuống dưới. Đây rồi. Đây rồi. À, đã thật sự các bạn ơi. Hay lắm. Để xuống xem cái xác nó có gì nào. Uầy, cái xác nó to chưa kìa. Quá trời to luôn ấy. Để mình farm coi được cái gì không các bạn. À, được thịt bình thường thôi à. Mình thấy không được gì hết á. Thôi về thôi. Uầy. Ok, sẵn farm luôn đi. Farm luôn có thịt để mai mốt mình lấy. Ui, thịt đùi nhiều lắm. Trời ơi kìa. Ui, thôi được rồi, farm một tí xíu là hỏi gọi là khỏi quay trở về nhà luôn ấy. Yeah. Ủa, lúc nãy mình được có element không nhờ? Wow, được cái vũ khí của con Med luôn này. Wow. Đồ xịn các bạn ạ. 230. Cái quần này thì cũng bình thường à. Cái áo. Quay. Cái súng. Quay súng rai đây rồi. Đã quá. Được thật sự. Hay lắm. Cuối cùng thì công sức của mình bỏ ra cũng thành công rồi. Lúc nãy thì mình thấy thì mình đã mở khóa được cái gọi là cái bàn test rồi các bạn ạ. Ok. Được đấy. Thì kiểu như là sau này thì mình sẽ cố gắng. À, con Spino của mình nó đẻ nữa rồi. Sau này thì mình sẽ... Cái gì nữa vậy? Sao cái tụi này nó tự đẻ hoài vậy nhờ? Chết rồi, cái tụi Venom này nó tự đẻ thôi. Không cho nó sinh sản nữa các bạn ạ. Sinh sản thì phải có mình đứng ở đây mới cơ, chứ không có ai làm sao mà chăm sóc được. Đây. Để mình vào nhà mình vào nhà làm gì nhờ? Từ. Cú tiết của mình đẻ trứng thường thôi. Cái trứng này là trứng bình thường thôi các bạn ạ. Trứng này không có nở. Để mình lấy thịt cái đã. Từ. Uầy, phải gọi là khi mà mình tiêu diệt được con Desert Titan á, mình vui vẻ cả chưởng luôn ấy. Đấy, các bạn nào mà thấy hay á, thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký channel để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. À, hình như người mình nặng rồi. Đấy. À, cánh nào. Hôm qua các bạn Fabricator lấy một tí xíu xăng cái đã. Cái bàn này đến nay mình vẫn chưa tắt à. Uầy, ngu thật sự luôn. Chán thật sự ấy. Cho vào. Ui, full slot rồi. Đấy. Hưởng thịt đi nào. Trứng thì cho vào đây thôi. Từ từ để tổng kết lại cái đã. Mình được cái gọi là cái mặt nạ nữa này. Không có đùa được đâu đấy. Gỡ cái gọi là cái cùi của mình ra cái đã. Ở kìa. Quay, có cái đầu của con đi sệt nữa các bạn ạ. Cái đầu của nó bây giờ mới để ý á. Này, xịn chưa? Bây giờ là bắt đầu có đồ xịn rồi này. Nó. Wow, thế là mình có một bộ xịn. Cái đéo gì thế này? Nhiều đồ vậy? Wow, giết một con Titan cho nhiều đồ lắm các bạn ạ. Wow, đặc biệt là cây cung 2 giây nè. Khỏi chê. Từ từ đi test dam, Từ từ để mình kiếm con nào mình test dam cái đã. À, ngoài đây rồi, đông lắm. Ngoài đây rất là đông đúc và hung hãn luôn ấy. Cái này là kiểu như là một phần thôi nha các bạn nha. Bây giờ là mình đang sử dụng tên thường ấy. Quay 100 dam các bạn ạ. Mình sử dụng cái tên đúng nghĩa của nó thì dam hơn á. Ui, đừng có đánh em. Ôi chạy. Ôi thôi. Chơi không lại. Chạy. Chơi không lại nó các bạn. Chơi không lại nó. Nó dữ quá. Ok. Ghê quá. Phải gọi là bắn vài mũi tên thôi. Mấy anh làm gì căng vậy. Đấy, các bạn thấy không? Mình khỏi cần sử dụng đến kế hoạch B luôn. Đấy, khỏi cần sử dụng đến cái em agen của mình luôn. Chở ra nào. Đấy, đậu ở đó đi. Một tí thì mình sẽ dọn dẹp sau vậy. À, rất là tuyệt vời đúng không? Em Venom của mình này hôm nay làm việc khá là tốt. Để mình đưa nó về nhà cái đã. Đưa nó về chuồng cái đã các bạn. Ok. Đấy, làm việc rất là tốt luôn ấy. Ui, nó bị đói rồi. Từ từ, nó bị đói các bạn ạ. À, ớ kìa. Ớ kìa. Để mình lấy một tí xíu thịt nữa. Mình lấy một tí xíu thịt rồi mình đem về trong cái máng ăn ở đằng kia luôn. Hình như là máng ăn đằng kia hết rồi sao ấy. Ôi sao tàn là thịt đùi thế này. Toàn là thịt đùi thôi. Mình nghĩ thì đây là con Desert Titan là yếu nha các bạn nha. Ví dụ như mà mình đi giết cái con ui, mà mình nghe nói đâu cái con này tới 500.000 máu lần đúng không? Ui, bắn đến bao giờ thì nó mới chết nha. Nhưng mà mình nghĩ thì nếu mà tiêu diệt được nó thì sẽ gọi là ra đồ rất là ngon luôn á. Thật sự. Tiêu diệt được nó rất là ra đồ rất là ngon luôn á. Một số bạn kêu mình cho nó ăn này. Cái con này thì mình cho nó ăn nấm rồi. Các bạn cứ yên tâm nha. Bây giờ phải gọi là mình đã có giáp trâu hơn rồi đó các bạn. Ủa cái máng ăn đâu? Đây rồi. Ủa con thịt mà. Con thịt mà sao nó bị đói ta? Không hiểu. Không hiểu luôn ấy. Không hiểu thật sự. Con nhân vật của mình á, thì nó di chuyển hơi bị chậm một tí xíu các bạn thông cảm. Đấy, toàn là mình nâng về cái gọi là cái sức chứa này, cái stamina, với lại là mình nâng đâu đó mười mấy cái điểm về cái gọi là cái đề kháng ấy, cái sức đề kháng ấy, kiểu như thế. Không có, cất vào đây thôi. Element hả? Uầy, wow, nó cho mình đạn nữa này. Bây giờ mới để ý á. Cái đầu nè, cho vào đây nè. Cái đầu của nó các bạn. Cái này là các bạn vẽ đúng không? Các bạn vẽ này. Này cũng cái bản vẽ luôn. Ê, element cho vào đây. Để mình cất mấy cái thứ này cái đã các bạn ạ. Ui, nó cho mình cái giáp tay Riot luôn à. Nhưng mà cái giáp này xịn hơn. Để mình cất mấy cái công thức vào đây cái đã. Súng. Sau này mình chế sao các bạn. Này luôn. Hình như là hết rồi. Ok. Bây giờ thì cất quần áo. Cho vào trong đây thôi. Uầy, cái này kháng lạnh hơi bị ghê nha. Đâu rồi? Đây. Cái này kháng lạnh hơi bị ghê nè các bạn ạ. Đó. 9 mấy nhờ. Có cái áo nào để mình test không? Thấy không? Cái này là có 65.0 rồi. Còn cái này phải gọi là 94.9. Thấy vũ khí thì vũ khí đạn dược thì cho vào đây thôi. Đấy. Wow, nó cho mình đạn luôn kìa. Chu đáo thật sự này. Đây để mình móc cái cây shotgun ra mình thử cái đã. Nào giờ mình cũng chưa bắn shotgun các bạn ạ. Rồi. Ghê chưa. Trời ơi. Uầy, giật quá. Ôi, nó giật vãi cả chưởng luôn. Thôi, cất vào. Giật tung tóe luôn ấy. Ừ, đạn nữa nè. Cái đạn này thì mình giữ ở bên người. Để mình xem cái gọi là cái gì nhờ. Mình xem cái công thức đây. Cái công thức test của mình á. Mình chế là cần bao nhiêu element vậy? Đâu rồi? Đây, cái mình cần đây này. $5.000 metal, 800 polymer. 800 polymer này thì mình farm được nha các bạn nha. Mình chỉ cần gọi là di chuyển cho con red nó vào khu vực hang một lần thôi. Đấy, cho con red nó vào hang ở dưới nhà mình ấy, nó tiêu diệt mấy con bọ ngựa là có được 800 này thôi. 5.000 metal này thì mình cũng có thể farm được. Nhưng mà 100 element thì kiếm đâu ra. Trời ơi, giết một con boss thì nó cho có phải gọi là 7 element thôi à. Blackberry này kiểu như là ngọc trai này á, thì mình đi farm tụi kia đó rất là nhiều rồi. Các bạn có thể biết thì mình farm cái tụi thú kia đó rất là nhiều. Đây các bạn thấy không? Có 130 rồi. Ôi chế cái bàn này thôi mà sao cực vậy à. Chán quá. Cái cây này là cái gì vậy ta? Không biết luôn ấy. Test Graywood hả? Súng hả? Con này là cái gì thì trời? Cái này là cái máng ăn này. Không có ai mà bỏ element, bỏ phải gọi là metal ra để làm cái máng ăn này cả. Còn cái này hình như là cái dòng bảo vệ thú, theo mình được biết là thế. Với này đôi dài. Ui, còn rất là nhiều thứ này chưa có mở cho mình luôn. Ui, thật sự tuyệt vời các bạn ạ. Có thể nói thì ngày hôm nay thì mình đã rất là thành công luôn các bạn ơi. Đã gọi là theo cái dự tính của mình là đúng theo kế hoạch luôn ấy. Một điều rất là tuyệt vời. Ok, thì tập ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây nha tất cả các bạn nha. Các bạn nào thấy hay á, thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký channel để ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn.